Chào quý vị và các bạn. Hiện tại thì tôi đang có mặt tại địa chỉ 35 đường Rạch Bùng Binh, quận 3 ha. Phía trước chúng ta là đi thẳng cuối đường là bờ kè kênh Như Lộc. Đây là đường Bùng Binh. Phía này là giao lộ giữa Nguyễn Thông và Rạch Bùng Binh, quận 3 ha. Hôm nay tôi sẽ giới thiệu các bạn biết một cái điểm bán bánh canh gốc của người Huế, bán ngon được 5 năm nay rồi, rất là ngon, đặc trưng của người Huế luôn, đó là bánh canh chả cua. Đây, thấy cô đang múc bánh canh không? Nấu hai nồi thôi, mỗi ngày là nấu hai nồi. Đó, cái tủ bán vỉa hè thôi nhưng mà rất là đông người mua. Cô một ngày mình cứ bán hai nồi vậy thôi à cô? Có bán hơn không? Ngày thường thì hơn. Cô là gốc người Huế luôn à? Đúng rồi. Nên đường này kiểu mình cô bán này à cô? Đúng rồi, cái này đường này có mình chỉ bán này. Chắc cô cũng mới dọn ở đây thôi đúng không cô? Tôi dọn sậu dơ. Dạ, cô bán đây. Khoảng 9 10 giờ là hết rồi. Mỗi ngày thì cô bán hai nồi bánh canh này nè. Chú ăn ớt không chú? Ớt riêng không chú? Dạ. Thiên Hòa ơi, em gửi anh cái cá banh ăn đầy đủ luôn ha. Tôi như vậy là bao nhiêu tiền vậy con? 20.
đập vào mắt chúng ta là hai cái nồi bánh canh này đó, thấy không? Ngày chỉ bán hai nồi thôi. Dưới đầy đủ là 4 loại chả hả cô? 3 loại. Chả chua, chả tôm, chả heo. Đúng rồi. Về nó copy. Rồi hộp gái tiếp luôn rồi. Copy. Gái hộp luôn hả? Ở không? Cô này là nghề cô học từ ai hay là từ nấu bán hơn học ai hết á, từ sáng tạo ra bán bưng vô đẳng rồi lúc nãy giờ thấy chú lâu quá bưng này có ship hàng không cô? Có ship không? Không có ship qua giao đó, để qua giao đâu. Yeah. Ở đây là có một cái tủ này, đó thấy không? Bánh canh chả cua đó mang về 22.000 đồng. Đó, đây là hai cái nồi hàng bánh canh này. Gọi một tô bánh canh đầy đủ đây, đó, có rất là nhiều loại chả này, đó, thấy không? Đây là chả heo này, đó, chả nữa này, đó, đây là cũng là chả luôn, đó, chả cây này, đó là chả cua này, cua là đây đóng nồi bánh canh đó, và huyết đây. Có rất là nhiều nguyên loại ở bên trong cái tô bánh canh này. Đó, thấy không? Ở bên trên là ít trâu này. Nhìn nó rất là đẹp mắt. Thơm lắm mọi người ơi. Sợi bánh canh nó dai dai, nước cũng không có đậm lắm, cũng vừa ăn à, mình mới về ăn xong đây ngon, đúng với phong cách của người miền Trung nấu đó. Mọi người nếu ai muốn ăn thì ghé lại 35 đường Phùng Binh 3 nha, bán buổi sáng từ 6 giờ đến 9 giờ là hết rồi, buổi sáng rất là đông khách. Mua mang về nè. Đó, bạn thấy không? Đó, bánh canh này rất là đẹp mắt này.
có 2-3 bạn thôi là quán bánh canh không bảng hiệu nhưng mà rất là ngon và rẻ nữa. À, nếu mà hết bàn là chúng ta phải ngồi ghế nhựa mà cầm cái tô ăn mọi người. Thấy không? Khách ngồi mua ăn nè, khách mua mang về nè, bánh canh cua ở đây rất là ngon, bánh canh chả cua nha, ở địa chỉ 35 Nguyễn Rập, Thuận Binh, quận 3. Các bạn đó là giao lộ Nguyễn Thông và Thuận Binh, quận 3 đó. Cô này bán đây nè, bánh canh chả cua đây. Từ 6 giờ sáng đến khoảng 9 giờ thôi, nhưng rất là đông khách. Cảm ơn các bạn đã xem clip của mình nha. Nếu bạn nào có biết món ăn nào ngon ở Sài Gòn thì comment địa chỉ phía dưới giúp mình nha.